Trên một số tuyến đường có lắp đặt các biển chỉ dẫn giao thông như Đại Cồ Việt, Nguyễn Khánh Toàn, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Huyên, Lê Văn Lương đã xảy ra tình trạng đăng tải thông tin quảng cáo đan xen với các thông tin tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông và dự báo thời tiết. Ngoài tính bất hợp lý về hiệu quả thông tin, các tấm biển trên còn gây mất tập trung đối với người tham gia lưu thông trên các tuyến đường, dẫn tới nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường bộ. Việc đăng tải thông tin quảng cáo được phân thành hai hình thức. Thứ nhất, đó là phần diện tích cố định dưới khu vực đèn LED chiếm khoảng 1/4 diện tích toàn tấm biển. Tại đây, chủ yếu ghi các thông tin giới thiệu về đơn vị trúng thầu đầu tư, thi công và quản lý các tấm biển này là công ty cổ phần Vina Media. Phần thông tin trên khu vực đèn LED chủ yếu thể hiện các thông tin tuyên truyền, trật tự an toàn giao thông và dự báo thời tiết. Chỉ có khoảng 1/5 thời lượng dành cho các thông tin quảng cáo. Nội dung quảng cáo cũng khá đa dạng. Theo một số người dân sinh sống và làm việc xung quanh khu vực lắp đặt các biển hướng dẫn giao thông, việc đăng tải thông tin quảng cáo làm phát sinh nhiều vấn đề, phức tạp tới tình hình trật tự an toàn giao thông. Tôi không biết cái biển quảng cáo này dựng nên là để với mục đích gì, nhưng mà nó thì thường xuyên đăng những cái chương trình quảng cáo khác nhau. Khi tham gia giao thông thì tập trung chú ý đến cái nội dung quảng cáo đi nhiều. Mà cái biển này nó đặt ở đây thì này là cái ngã ba và là một cái nút quay đầu, nên là mất tập trung khi tham gia giao thông. Ngoài việc đăng tải nội dung quảng cáo đan xen với nội dung tuyên truyền giao thông, một số tấm biển được đặt tại gần các ngã tư, ngã rẽ trên các tuyến đường thường xuyên có mật độ người và phương tiện lưu thông ở mức cao. Đây rõ ràng là một bất cập cần giải quyết. Đại diện công ty cổ phần Vina Media cho biết, toàn bộ hạ tầng, thiết bị kỹ thuật của dự án này là do phía doanh nghiệp đầu tư thực hiện. Việc đăng tải các thông tin quảng cáo trên biển là hoàn toàn hợp pháp. Tinh thần chủ đạo của cái dự án đó là phục vụ chính về cái phục vụ cộng đồng. Thế với 61 điểm này thì sau đó chúng tôi sẽ làm trong vòng 30 năm. Và sau 30 năm thì chúng tôi sẽ bàn giao lại toàn bộ những cái hệ thống này cho thành phố. Thì chúng tôi thu hồi lại cái vốn đầu tư của chúng tôi bằng những cái phương tiện. Giả sử một phần diện tích trên đó mà theo như các văn bản các sở ban ngành là chúng tôi được phép quảng cáo ở trên đó. Tìm hiểu thực tế cho thấy các tấm biển hướng dẫn giao thông trên đã và đang hoạt động tốt, trước mắt đem lại hiệu quả, góp phần đắc lực cho một số cơ quan chức năng trong quản lý, điều tiết tình hình giao thông. Nghiên cứu rồi xem xét để mà điều chỉnh các cái quá trình mà đảm bảo hiệu quả cũng như cái sự đúng đắn trong việc sử dụng các cái biển báo về sử dụng điện tử này là rất cần thiết. Đấy, bởi vì sau này không còn cái số lượng như thế đâu, mà sau này có thể có rất nhiều cái biển báo nữa. Tôi tin chắc rằng là nếu chúng ta có những phân tích đúng đắn ý, thì các nhà đầu tư người ta cũng rất dễ dàng chấp thuận thôi. Bởi vì người ta không phải là chỉ thông qua mà chộp giật từ mấy cái biển báo này là người ta có thể là nghĩ rằng là thế là ổn, mà người ta vẫn mong đợi là sau này người ta có thể triển khai ở một cái diện rộng hơn nhiều. Thành phố Hà Nội đã và đang nỗ lực cải thiện cảnh quan đô thị cũng như chất lượng giao thông. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số hạt sạn như vấn đề liên quan tới các tấm biển hướng dẫn giao thông rất cần các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết. Sẽ không nảy sinh những dư luận, ý kiến trái chiều nếu các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc tham khảo ý kiến cũng như tuyên truyền, hướng dẫn tới người dân trước khi triển khai các giải pháp giao thông mang tính cộng đồng.